Hào như ở phòng xin kính chào toàn thể anh em. Để đáp ứng được cái nhu cầu nguyện vọng của anh em, rất nhiều anh em hỏi mình con CD này, thì hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em con CD này và mở nội thất để anh em cùng tham khảo và chiêm ngưỡng con CD này ở trong phân khúc giá tầm trung mà anh em sở hữu con CD Marang. Chất âm của nó thì là trong, dày, sáng tiếng. Anh em mà chơi CD, chơi Marang Philips thì nó là vô đối rồi anh em nhé. Sau đây mình xin giới thiệu đến anh em một con CD Marang có model là 6000 OSE anh em nhé. 6000 OSE. Phiên bản này là phiên bản nâng cấp anh em. Mặt phay nhôm xước màu vàng chanh. Đây là nó có chạy chế độ HDMI này anh em. Trong cái vỉ bên mạch này của nó là chạy chế độ HDMI. Và đây là phiên bản này là phiên bản chữ ký. Có nghĩa là phiên bản cuối cùng của dòng 6000 của Marang anh em nhé. Nhưng mà là phiên bản chữ ký, phiên bản nâng cấp ấy. Anh em cứ hiểu nôm na là phiên bản limited ấy. Đấy. Là cái dòng cuối cùng của đầu 6000 này. Ở đầu tiên nó có cái chữ K này là tên riêng của một cái kỹ sư. Kỹ sư đã sản xuất cái đời cuối cùng này anh em nhé. Thì nào nó gọi là phiên bản chữ ký. Đây là cái tên riêng của người ta. Đây là cái lỗ phone này anh em. Anh em cắm tai phone đây là nghe được. Nó có chiếc bao xe này, play này, sit top này, tua đi lách về này, ra đĩa cửa đĩa này. Và đây nó có mấy chế độ này nữa. Và đây là lúc nguồn này anh em này. Mặt phay nhôm xước. Đấy là toàn bộ phần đằng trước. Tất cả anh em nhìn nhé, không có một vết xước nào đâu anh em ạ. Cực đẹp luôn. Đây nó có cái màn hình hiển thị đèn quắc ở đây này anh em này, rất đẹp luôn. Và bây giờ anh em mình tiến vào nội thất. Anh em nhìn này, nó bọc đồng hết. Xung quanh tất cả là bọc đồng, chống nhiễu anh em nhé. Chỉ những cái dòng CD cao cấp là mới được bọc đồng như này thôi anh em ạ. Bọc đồng chống nhiễu. Và đây là cái vỉ trên cùng này là cái vỉ giải mã của nó là anh em này. Nó chạy 3 con chip giải mã độc lập tương ứng cho 3 cổng. Ví dụ như là cổng AV là 1, cổng analog là 1, cổng đồng trục là 2 và cổng optical là 3. Đây này anh em nhìn này, 1 con này, 2 con này, 3 con này. 3 con chip giải mã. Và đây tất cả các cái tụ của nó này, rất nhiều tụ anh em. Rất xịn sò luôn. Anh em nhìn này, xịn sò cực kỳ. Mà trong này anh em nhìn này, một đống tụ nữa anh em nhìn chưa, rất nhiều tụ luôn ấy. Cái dòng CD cao cấp này là anh em nhìn đấy. Đấy anh em nhìn này, tụ rồi, nhiều tụ lắm, toàn tụ cao cấp thôi anh em. Ven mên vỉ mạch anh em nhìn nhé, không có một vết chấm hàn nào luôn. Đây là bộ cơ của nó này anh em này, cơ của nó là êm lắm anh em. Bộ cơ của nó cực êm luôn. Và đây là con tụ nguồn này anh em này, bọc đồng hết. Cả một biến thế nguồn của nó này. Đấy. Và đây nó vẫn còn cái tem này anh em này. Cái tem của nhà sản xuất. Và cái số mo seri của nó là anh em này. Cái tem của nó là CD 6000 này anh em này. 6000 có chữ K nhé. K là viết tắt của cái kỹ sư sản xuất ấy anh em ạ. Mà mình vừa bảo anh em đấy. Đấy. Con này nó chạy nguồn điện 230V. Nhật xuất vào các cái thị trường châu Âu anh em nhé. Chạy nguồn điện 230V. Và anh em đi xung quanh của nó.
tất cả khung sườn của nó này, sườn này anh em này, đây là phần hậu của nó anh em nhé. Đây là có cổng AV này, và đây là một cổng optical này, và đây cổng đồng trục này, và đây nó còn cổng AV nữa. Xung quanh này đằng sau là tất cả bọc đồng hết nhé, nhưng mà đây nó được sơn sơn kiểu sơn tĩnh điện đấy anh em, để chống oxy hóa đấy, sử dụng lâu dài đấy. Và đây là dây nguồn của nó là anh em này, cực đẹp và cực xịn xò luôn, chất âm của ma răng thì anh em biết rồi. Còn đây là cái lắc của nó là anh em này, nó có 6 con ốc đồng còn nguyên. Cái lắc của nó là màu vàng chanh nguyên bản, từ nguyên bản từ cái gioăng này trở đi là anh em này. Đấy, cái gioăng của nó vẫn còn nguyên, đẹp lắm anh em ạ. Cái lắc của nó là sơn màu vàng chanh, sơn tĩnh điện màu vàng chanh. Và bây giờ mình sẽ ngửa cái bụng lên để giới thiệu đến anh em nhé. Anh em nhìn cái bụng của nó này, đây là toàn bộ cái bụng của nó nhé anh em nhé. Cái chân của nó này anh em này, cái chân chén của nó này, bốn cái chân chén vẫn còn nguyên. Và đây vẫn còn cái số sơ ri của nó là anh em này, CD 6000K. K là viết tên riêng của cái nhà, của cái kỹ sư sản xuất đây anh em nhé. Anh em cứ hiểu nôm na là như thế. Đó, đó là mình mở hết tất cả review đến anh em con CD 6000 OSE, hoặc là gọi là 6000K cũng được anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu sản phẩm này thì xin điện cho Hà Audio Hải Phòng. Nhớ xem kênh của mình, cho mình xin một nút đăng ký kênh anh em nhé. Con CD mình đang gửi tới anh em là 7 triệu đồng. Chất âm của ma răng thì anh em biết rồi. Trong phân khúc 7 triệu này thì khó có đối thủ địch được con này lắm anh em ạ. Một lần nữa xin chào tạm biệt anh em, hẹn anh em ở clip sau. Xin chào tạm biệt.